Sáng 31 tháng 7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ 24 quái xế đã chặn xe trên quốc lộ 1, đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, các quái xế này lập nhóm trên mạng xã hội để hẹn nhau đua xe nhằm quảng cáo cho các lò độ xe từ nhiều tỉnh trong khu vực miền Tây. Rằng sáng cùng ngày, khi các đối tượng phân công một nhóm khác bắn tin với công an sẽ có cuộc đua xe ở quốc lộ 50, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhằm đánh lạc hướng truy bắt của công an. Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng thì nhóm đối tượng này tổ chức cho người chặn xe trên quốc lộ 1 thuộc xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho để đua. Khi cả nhóm đã tổ chức đua được nhiều lượt, phóng bạc mạng, gây náo loạn đường phố thì bị tóm. Lúc bị bắt, các đối tượng không trình được giấy phép và giấy đăng ký xe. Một số xe đã tháo biển kiểm soát, thay đổi hình dáng, đặc tính, đục lại số khung số máy. Công an đã đưa 24 quái xế cùng 17 xe máy của các thanh thiếu niên này về trụ sở công an lấy lời khai, làm rõ hành vi tổ chức cổ vũ đua xe trái phép. Trong đó, nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép.